Ngu như lửa. Không, ăn ở đâu mà chả được. Anh nói hay nhỉ, đây là chỗ của tôi. Từ trước đến nay vẫn thế rồi còn gì. Anh ăn của người khác mà không thấy xấu hổ à? Có gì mà phải xấu hổ chứ. Chả lẽ ông chủ cho anh ăn, còn tôi thì nhịn à? Vô lý. Ra ngay, tôi lì lợm. Đừng tưởng tôi sợ anh nhé. Ấy ấy, cùng là chỗ hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Việc chi mà các anh phải hung dữ với nhau như thế? Hôm nay phải cho biết tay ta. Được, có giỏi thì xem ai thắng ai. Dừng tay lại, đừng đánh nhau nữa. Ôi, ôi. Lại chuyện gì nữa đây? Dừng tay lại, dừng lại ngay. Trời ơi, cho ăn đến tận miệng rồi còn lại phá nữa hả? Hôm nay phải cho chúng mày chừa đi mới được. Để xem chúng mày còn chành chọe nhau đến bao giờ. Giờ thì đã có hai bó cỏ rồi. Mỗi đứa một phần, khỏi tranh giành. Phải đó. Để tôi ăn một miếng đã chứ. Anh đang làm cái gì thế? Còn lâu nhé, tôi phải ăn trước đã. Tất cả là do anh gây ra cớ sự ngày hôm nay, nên tôi mới phải chịu hình phạt nè. Anh còn định đổ thừa cho tôi. Không phải do anh lớn tiếng trách cứ tôi trước sao? Tôi còn mới ăn chưa hết được hai miếng cỏ. Thật bất công, nếu anh được ăn cỏ, còn tôi phải chịu đói. Thế thì cứ kéo đi. Trước mặt là cả hai máng cỏ đầy, mà sao các cháu lại phải chịu đói thế này? Nhưng bạn ấy cứ kéo cháu lại mỗi khi cháu tới gần máng cỏ của mình. Sao hai đứa lại cứ phải đi về một phía? Thế chẳng khác gì thích cổ nhau lại. Sao không nghĩ cách đơn giản hơn là hai đứa cùng ăn hết phần cỏ này, rồi lại sang phần cỏ khác, dễ dàng biết bao. Ồ, đúng rồi, hay quá, chúng ta làm thử xem. Thì ra không nên tranh giành nhau nữa, mà phải cùng nhau hợp sức cậu ạ. Đúng vậy, chúng mình mà hiểu sớm thì đâu phải đánh nhau sức đầu mẻ trán, lại còn bị đói cả đêm nữa chứ. Ở nhà một mình. Tí, dậy đi con. Sao thế mẹ? Cho con ngủ nữa. Không được, con phải dậy để cho mẹ đi gặt nữa chứ. Lúa ngoài đồng chín hết cả rồi kia kìa. Mẹ đi gặt à? Ừ, mẹ đi gặt. Phải đến trưa mới về được. Tí ở nhà ngoan trong nhà giúp mẹ nhé. Mẹ phần tí hẳn một củ khoai to để ăn sáng kia kìa con. Không, con không ở nhà một mình đâu. Buồn lắm. Mẹ cho con đi gặt với. Không được, ngoài đồng nắng lắm,
ra đó con sẽ bị ốm không, đấy. Không, ốm cũng được, con không thích ở nhà một mình đâu. Không chịu đâu. Tí này, nghe nói ông Bụt rất yêu quý những đứa bé ngoan và thỉnh thoảng đi tới nhà thăm chúng. Nếu nhỡ đâu hôm nay ông Bụt đến nhà mình mà con không có ở nhà thì phải làm sao bây giờ? Ôi, thế thì không được rồi, con sẽ ở nhà chờ ông Bụt mẹ ạ. À. Đấy, tí ngoan vậy mới được chứ. Được rồi, dậy ăn sáng đi con, mẹ ra đồng đi. Vâng ạ. Chà, nếu ông Bụt mà đến nhà thì thật là tuyệt. Mẹ kể ông Bụt có bao nhiêu là phép thần thông, lại rất tốt bụng nữa. Nhưng mình phải làm gì để đón ông Bụt đây? À, đúng rồi, mình phải dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ đã. Tiếp theo phải làm sao? À, nhớ rồi. Mỗi khi có khách đến chơi, mẹ thường mời khách uống nước. Mình sẽ chuẩn bị một chén nước thật mát để mời ông Bụt. Uống chén nước này, chắc ông Bụt sẽ hết khát và mệt cho mà xem. Nhưng nhỏ ông Bụt đi xa, đói bụng thì sao nhỉ? À, phải rồi. Mình sẽ dành củ khoai này để mời ông Bụt ăn cho đỡ đói. À, đúng rồi. Chẳng mấy khi ông Bụt đến chơi, mình sẽ tặng ông Bụt bó hoa này làm kỷ niệm. Xong rồi. Tí coi nhà không cháu? À, ông Bụt đến rồi. Cháu chào, chú Bảy ạ. Tí đây à, ở nhà buồn không cháu? Mẹ cháu có nhờ chú thỉnh thoảng ghé qua xem cháu thế nào. Nếu buồn á, qua nhà chú chơi nha. Dạ thôi chú ạ, à, cháu có việc phải ở nhà rồi. Mà sao chú đổ nhiều mồ hôi thế? À, chú đang sửa lại cái chuồng bò nên hơi nóng một chút. Chú Bảy thật vất vả, mồ hôi ra nhiều thế, chắc chú ấy mệt lắm. Chú được uống một cốc nước thì... Nhưng mà thôi. À, chú Bảy, chờ con một chút, chú uống tạm chén nước này cho đỡ mệt ạ. À. Chú cảm ơn, tí ngoan thật đấy. Chết thật, không biết ông Bụt có trách mình thì cho chú Bảy uống chén nước không nhỉ? Hy vọng là không, bởi vì mình vừa làm được một việc tốt mà. Sao ông Bụt lâu đến thế nhỉ? Mình phải ra cổng xem thế nào. Ôi bà ơi, bà làm sao thế ạ? Bà cảm ơn cháu, chỉ là bà đi bộ từ sáng đến giờ, mệt quá nên hơi trong mặt chút thôi à. Tội nghiệp bà quá, nếu được ăn gì đó chắc bà sẽ khỏe lại. Nhưng mà còn ông Bụt, không được, bà lão này còn hơn. Bà ơi, cháu mời bà một củ khoai để bà ăn cho đỡ mệt nhé. Ôi, bà cảm ơn cháu, cháu thật là tốt bụng. Nguy quá, giờ mình chỉ còn mỗi bó hoa này tặng ông Bụt thôi. Mà sao ông Bụt lâu đến vậy nhỉ? À, kia là... chị gì ơi, sao chị lại khóc thế? Em nhìn này, món quà chị mất công theo cả tháng nay để mừng thọ bà nội bị rơi xuống bụng hỏng mất rồi. Bây giờ chị chẳng còn gì mừng thọ cho bà chị nữa. Ôi, tội nghiệp chị thật. Bó hoa này... Chị ơi, chị đừng buồn nữa. Chị hãy lấy bó hoa này để tặng bà đi. Thật ư? Cảm ơn em nhiều lắm. Hả? Tí, sao con lại ngồi khóc thế? Mẹ ơi, hôm nay con đã chuẩn bị rất nhiều thứ để chờ ông Bụt đến, nhưng rồi con lại cho người ta hết. Thế nên giờ ông Bụt giận con, ông Bụt không đến nữa rồi. Con chuẩn bị cái gì? Con cho ai? Con cho chú Bảy đang đổ nhiều bò hôi chén nước, cho một bà lão qua đường bị mệt củ khoai, cho một chị gái bị hỏng món quà mừng thọ bà nội bó hoa con chuẩn bị cho ông Bụt. Vì vậy mà... Ôi, tí ngốc của mẹ. Vậy thì đâu phải là ông Bụt không đến. Ông Bụt đã đến nhà mình những 3 lần rồi đó con. Đâu có. Con vẫn chưa biết ai là ông Bụt sao?
ông Bụt đã đến nhà mình bằng hình hài của những người con đã gặp. Đó chính là chú Bảy nè, là bà lão và cô gái kia. Với cách đó, ông Bụt không những đã nhận được món quà con chuẩn bị, mà còn có thể thấy được tấm lòng nhân hậu, tốt bụng của con hiểu chưa? Thật hả mẹ? Vậy là con được gặp ông Bụt rồi, con biết ai là ông Bụt rồi. Vùng hoa nắng ấm. Cô thức cả đêm trong bé bướm à, Hoa Dại? Dạ vâng, đêm qua gió quá, cháu sợ bé bướm sắp vào đời có chuyện gì thì khổ. Cô thật tốt bụng. Con bé sắp ra đời rồi, cố một chút nữa con ơi. Cháu chào cô Hai Dại. Cháu chào mọi người ạ. À, cẩn thận nào cháu, cháu vẫn còn yếu ớt lắm đấy. Con bé xinh quá mọi người ạ. À, lần đầu tiên vùng Hoa Dại chúng ta mới xuất hiện chú bướm đẹp đến giường này. Vậy rồi à bé con. Ăn mật buổi sáng nào bướm nhỏ của cô. Cháu cảm ơn cô Hoa Dại, mật ngon quá. Vậy cháu ăn nhiều vào cho mau lớn nhé. Mới có mấy ngày mà bướm nhỏ lớn nhanh quá, xinh quá. Bướm nhỏ, bướm xinh, xinh nhất chính là mình. Mình đẹp thế này, chẳng lẽ lại ở cái vùng Hoa Dại tầm thường này có đời ư? Mình phải bay đến những vùng khác, tìm những loài hoa đẹp hơn, thơm hơn, nhiều mật hơn, như thế mới xứng với mình chứ. Bướm nhỏ xinh đẹp của cô đang nghĩ gì đó? Cháu đói chưa? Hút mật của cô đây. Ngày nào cũng hút thứ mật này, thật nhạt nhẽo làm sao. Cô chỉ là loài hoa dại, làm sao có được mật thơm ngon cho cháu được. Cháu sẽ bay đi tìm những bông hoa mới, đẹp hơn, thơm hơn để hút mật nhé. Cháu chưa đủ trưởng thành đâu bướm ạ. Ngoài kia có rất nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm cháu cũng đi. Cháu chán mặt ở đây lắm rồi. Vẻ đẹp của cháu xứng đáng được ở cạnh những bông hoa lộng lẫy nhất, thưởng thức thứ mật hảo hạng nhất. Ây bướm nhỏ, nhưng chính mật của cô Hoa Dại đã nuôi lớn cháu đấy. Chính cô ấy cũng là người đã cưu mang và chăm sóc cho cháu từ khi cháu còn nằm trong kén đấy. Lúc ấy cháu còn yếu ớt nên mới phải bám vào cô ấy. Giờ cháu đã lớn rồi, cánh cháu đã cứng cáp thế này, cháu cần bay đi tìm những bông hoa đẹp và nhiều mật hơn. Bướm nhỏ à, cháu còn chưa biết hết những nguy hiểm ngoài kia. Cháu biết không, có những loài hoa đẹp, hương thơm quyến rũ nhưng rất nguy hiểm đấy. Cô nói thật khó tin, làm gì có loài hoa đẹp nào mà nguy hiểm chứ. Phàm đã đẹp, xưa nay đều là tốt cả. Thôi cháu đi đây. Bướm nhỏ ơi. Cô đừng quá buồn, bướm nhỏ thật vô ơn. Ôi mệt quá, chưa bao giờ mình bay xa đến thế này. Thơm quá, hoa gì mà thơm thế. Chắc mật phải ngọt lắm đây. Khỏi lo đói bụng rồi. La 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 la. Ôi, cô bé bướm xinh đẹp, cháu từ đâu đến đây? Cháu đến từ bụi hoa dại bên kia. Xinh đẹp như cháu mà sống với hoa dại à? Thật là phí quá, phí quá. Cháu đang đi tìm nơi ở mới đây cô Hoa ạ. Các cô là hoa gì mà thơm thế ạ? Tụi ta là hoa nắp ấm, loài hoa màu sắc rực rỡ, tỏa hương ngào ngạt nhất trên đời. Hãy ở lại với bọn ta, ở chi với bọn hoa dại xấu xí kia làm gì? Cô Hoa nắp ấm ơi, cháu phải bay một quãng đường xa mới tới đây. Cháu đói bụng quá, cô có mật không ạ? Có chứ, có chứ. Mật của tụi ta ngon nhất trong tất cả các loại hoa đấy. Nào, cháu vào mà ăn. Ơ, sao? Sao cái hố này sâu thế ạ? Sâu thế mới chứa được nhiều mật ngon cho cháu chứ. Cháu cứ vào bên trong ăn thỏa thích. Nhưng cháu thấy...
vậy? Sao tối thế này? Con bướm ngu ngốc kia, ở đó mà chờ chết đi. Nhà ngươi không biết loài nấp ấm chúng ta có màu sắc sặc sỡ, tỏa hương thơm là cái bẫy để dụ lũ ong bướm ngu ngốc chui vào và làm mồi cho tụi ta. Cứu cháu với, cô hai dạy ơi, cô hai dạy ơi. Phải chi cháu nghe lời mọi người thì đâu đến nỗi thế này. Vụ trộm trên xe buýt. Cậu là sinh viên à? Cậu có vẻ rất thích đọc sách. Vâng, tôi là sinh viên. Tôi đọc mỗi ngày và mỗi lúc có thể. Thật đáng quý. Cậu thường đọc loại sách nào vậy? Tôi đang theo học về xã hội học nên thường đọc các cuốn sách về nghiên cứu con người. Ngoài ra tôi cũng rất thích văn học. Hay quá, tôi cũng có một thư viện tại nhà. Nếu không chê, cậu có thể đến đọc sách và chúng ta có thể trao đổi về văn chương. Nếu được như thế thì còn gì bằng. Thú thật là sinh viên nghèo như tôi chẳng có nhiều tiền để mua sách đâu ạ. Nghèo mà hiếu học như cậu là quý lắm đấy cháu trai ạ. Dạ, cháu cảm ơn bà. Lại tăng giá vé nữa rồi. Hai cậu ơi, trả tiền vé xe điện kìa, đừng để cho người ta chờ mãi thế. Dạ vâng, tôi xin lỗi. Bỏ người ta, ăn cắp kìa. Có chuyện gì thế? Sao thế? Tôi đã thấy hắn thò tay vào túi áo của cậu này. Chờ xuống bến tiếp theo, chúng ta sẽ gọi cảnh sát đến xử lý tên kẻ cắp này. Đúng, ăn cắp thật xấu xa, để cho cảnh sát trị tội hắn đi. Tên ăn cắp xấu xa. Tôi cho tôi xem giấy tờ của anh. Akadi Gaida, hội viên hội nhà văn. Nhà văn Gaida hả? Vậy mà cũng là nhà văn sao? Thật đáng xấu hổ mà. Tên kẻ cắp, đừng tha cho hắn. Còn cậu là người bị mất tiền phải không? Cậu là ai? Tôi là sinh viên mới từ xa tới Moscow để học đại học. Được rồi, cậu thử kiểm tra lại xem lúc nãy đã mất bao nhiêu tiền và có bị mất giấy tờ gì không. Không biết hắn ta có kịp lấy chưa nữa. Lấy hay chưa, đã ăn cắp là phải bị trừng phạt. Thưa ông, đây không phải là tiền của tôi. Thế là thế nào? Vậy thì đó là tiền của ai vậy? Cậu có chắc đó không phải là tiền của cậu không? Chắc chắn. Tôi có bao nhiêu tiền tôi phải biết chứ. Trả vé xe điện xong, tôi chỉ còn mỗi tờ tiền lẻ này thôi. Có phải ông đã bỏ đồng tiền này vào túi của tôi không? Có đúng ông đã bỏ tiền vào túi của anh chàng sinh viên kia không? Đúng. Nhưng tại sao ông lại làm thế? Bởi vì tôi muốn giúp đỡ một sinh viên nghèo hiếu học, thưa các vị. Thì ra, thưa nhà văn, ông là người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Ông ấy tốt quá ha. Ông ấy là nhà văn Gaida đấy. Tuyệt vời thật. Xin lỗi nhà văn vì sự thô lỗ của tôi. Tại vì tôi già rồi nên mới... Thưa cụ, cụ chưa già đâu ạ. Vì mắt cụ còn tinh tường lắm. Cảm ơn ông, tôi số tiền này... Tôi mong cậu đừng từ chối nó. Hãy xem số tiền đó là một món quà cho sự chăm chỉ học tập của cậu. Hãy học tập thật tốt nhé, chàng trai trẻ. Đây là một trong những giai thoại nổi tiếng về lòng nhân ái và sự cao thượng của nhà văn Nga Akadi Gaida. Cuộc sống tẻ nhạt. La 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 la, ta ca hát say sưa, hát lên chào mừng bữa.
bình minh đang tới. Ôi, quả chín mới ngon làm sao. Các cậu ơi, ở đây có một chùm quả chín rất ngon, mau lại đây. Quả ngon quá. Ngon quá. Cảm ơn chim sẻ nhé. Không có gì. Buồn quá, chán quá. Sao cuộc đời lại tẻ nhạt thế này? Chẳng có ai là bạn bè, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Chán quá. Mấy con chim kia lại vui vẻ thế nhỉ? Nhảy nhót suốt ngày. Trên đấy có gì vui lắm sao? Đúng thật là. Hồi. Thật là chán. Bắt lấy nữa nè. Ôi, khó chịu quá. Muốn nằm ngủ một tí cũng không yên. Này, mấy con chim kia, chú mày có để yên cho tao ngủ hay không hả? Anh Cáo, một ngày đẹp trời như thế này, sao anh không dạo chơi, lại nằm ủ rũ chán chường thế này? Tao làm gì là việc của tao, chú mày có liệu hồn đấy. Thật là xấu tính, chúng mình đi chơi thôi các cậu ơi. Lại còn chế giễu ta. Được rồi, ta sẽ cho chúng mày xem. Được rồi. Anh Cáo, anh tha cho tôi. Thả mày đi cũng được thôi, nhưng mày phải trả lời câu hỏi này của tao đã. Được thôi, anh muốn hỏi gì nào? Tao không thể hiểu nổi, sao chúng mày sướng thế? Lúc nào cũng hát hò vui vẻ, tiếu ta tiếu tít, vui chơi khắp nơi. Chúng mày không biết mệt à? Trong khi tao thấy cái cuộc sống này nó chán chường thế, tẻ nhạt đến thế. Mày trả lời cho tao. Thả tôi ra đã, rồi tôi sẽ nói. Chứ ở trong móng vuốt của anh thế này, tôi sợ lắm. Thả à, mày đừng có lừa tao. Ai ở trong khu rừng cũng sợ anh, tôi nào dám lừa anh chứ. Được rồi. Đó, mày trả lời đi. Anh cảm thấy buồn khổ vì anh xấu tính, lúc nào cũng tìm cách bắt nạt người khác. Anh không có bạn bè, chả ai thèm chơi với anh. Chính vì thế mà anh chẳng bao giờ được vui vẻ. Còn chúng tôi lúc nào cũng vui, vì chúng tôi có bạn có bè. Chúng tôi chả bao giờ làm hại ai cả. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!